Thầy Quyến tiếp tục giới thiệu các em thí nghiệm giữa nát màu natri và dung dịch sắt 3 cloro. Màu natri tạo thành giọt tròn chạy trên mặt dung dịch sắt 3 cloro và có kết tủa nâu đỏ tạo ra. Màu natri tan dần. Đây, các em hãy nêu, các em hãy viết phương trình hóa học xảy ra cho các hiện tượng trên. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở các thí nghiệm sau tại học hóa.com. Xin chào các em.